Dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng, khu vực trung tâm thành phố nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có sét và gió giật mạnh, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây có mưa to đến rất to và dông, gió mạnh cấp 6, cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Vịnh Bắc Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió mạnh cấp 6, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, cấp 11.